Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin theo công pháp quốc tế không có tranh chấp lãnh thổ ở miền Nam Việt Nam. Ngày 12 tháng 6, AFA tiếng Việt có bài phỏng vấn nhà nghiên cứu Hoàng Việt ở trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, một chuyên gia công pháp quốc tế về tranh chấp chủ quyền và lãnh thổ, về vấn đề chủ quyền đối với miền Nam Việt Nam hay Khmer Krom trong cách gọi của Campuchia theo công pháp quốc tế. Bài phỏng vấn với tựa đề Chủ quyền đối với miền Nam Việt Nam theo công pháp quốc tế. Trước đó, tối ngày 9 tháng 6, chính quyền Phnom Penh đã cho phép tổ chức một cuộc meeting tại thủ đô Campuchia để kỷ niệm một sự kiện được cho là Pháp đã nhượng lại vùng Khmer Krom, bao gồm phần lớn miền Nam Việt Nam hiện nay từ năm 1949. Hình ảnh bài phỏng vấn trên AFA. Ông Hoàng Việt nhắc lại lịch sử, theo đó năm 1689, chúa Nguyễn Phúc Chu cử thống suất Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào Gia Định để quản lý vùng đất phía Nam. Tuy nhiên, thời điểm đó chưa quản lý đầy đủ, lịch sử mở rộng lãnh thổ của Việt Nam đã phải diễn ra rất nhiều chặng đường khác nhau. Lúc đó, các quy định trong luật pháp quốc tế về thù đắc lãnh thổ chưa được xác lập rõ ràng như sau này. Phải đến thế kỷ 20, nhất là sau vụ tranh chấp đảo Bahamas giữa Hoa Kỳ và Hà Lan năm 1928, thì mới hình thành một hệ thống pháp lý quốc tế về lãnh thổ quốc gia. Trong khi đó, năm 1802, vua Gia Long thống nhất Việt Nam, xác lập một lãnh thổ từ Bắc đến Nam, bao gồm cả đồng bằng sông Cửu Long. Theo lịch sử ghi lại, cách Việt Nam mở rộng lãnh thổ chủ yếu là phương pháp di dân, tức là người Việt được đưa tới ở, người Khmer thấy người Việt tới thì lui dần. Cuộc mở rộng lãnh thổ đó của nhà Nguyễn không có những cuộc tàn sát để chiếm lãnh thổ. Thực tế hiện giờ, cộng đồng bản địa Khmer vẫn còn nguyên vẹn tới 1,3 triệu người cùng các di sản văn hóa của họ. Ông Hoàng Việt giải thích, đến năm 1802 thì nhà Nguyễn đã xác lập lãnh thổ gần giống như bây giờ. Hình ảnh vua Gia Long, người xác lập lãnh thổ Việt Nam như hiện nay. Đến năm 1858 thì người Pháp tấn công Việt Nam. Năm 1884 thì chiếm toàn bộ Việt Nam. Pháp chia Việt Nam làm ba kỳ là Nam Kỳ, Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Trong đó, Nam Kỳ thuộc Pháp, còn Bắc Kỳ và Trung Kỳ thuộc nhà Nguyễn do Pháp bảo hộ. Nam Kỳ theo hiệp ước Bâtonnet giữa nhà Nguyễn và thực dân Pháp là xứ thuộc Pháp do Pháp quản lý. Vậy thì làm sao có thể nói đất Nam Kỳ thuộc một nhà nước nào khác như nhà nước Khmer Krom? Chưa từng tồn tại một nhà nước như vậy của người Khmer Krom. Trước khi người Pháp tới thì lãnh thổ đó thuộc quyền quản lý của nhà Nguyễn. Khi Pháp tới thì lãnh thổ đó thuộc quyền quản lý của Pháp, chứ không phải của một nhà nước nào khác. Thêm nữa, vấn đề tranh chấp lãnh thổ theo công pháp quốc tế phải là vấn đề do các quốc gia xử lý với các quốc gia. Tức là đây là công việc của nhà nước, chứ không phải một vài nhóm người Khmer Krom đòi hỏi chủ quyền, thì điều đó không có ý nghĩa gì về luật pháp quốc tế. Theo ông Hoàng Việt, xét về mặt công pháp quốc tế thì không có tranh chấp lãnh thổ nào đối với vùng đất Nam Bộ này. Nói về khả năng hồi tố, ông Hoàng Việt cho rằng việc đòi hay không đòi là việc của Campuchia. Nếu Campuchia thích thì đòi, nhưng vấn đề là dưới ánh sáng của luật pháp quốc tế thì bằng chứng ở đâu? Hình ảnh kênh đào Phù Nam, vấn đề gây mâu thuẫn giữa Campuchia và Việt Nam. Ông Hoàng Việt đặt vấn đề cái quốc gia mà các bạn Khmer Krom nói tới đã là một quốc gia được công nhận về mặt luật pháp quốc tế hay chưa? Nước Campuchia ngày nay có thể tuyên bố kế thừa hay không? Ông Hoàng Việt phân tích, thời điểm năm 1802 khi Việt Nam thống nhất cả Nam Bắc thì chưa có luật pháp quốc tế về vấn đề thù đắc lãnh thổ. Nếu có, nước nào muốn kiện thì phải áp dụng luật thời đó, chứ không thể áp dụng những bộ luật ra đời trong thời kỳ hiện đại. Nếu có một vụ kiện như vậy của Campuchia thì khó có thể thắng được cả về pháp lý lẫn thực tế. Hiện vùng đất đó đã trở thành máu của máu Việt Nam, thịt của thịt Việt Nam thì không thể đòi lại bằng luật pháp quốc tế. Ông Hoàng Việt nói thêm rằng người Pháp đã đại diện triều Nguyễn ký hiệp định phân giới biên giới giữa Nam Kỳ với Campuchia vào năm 1870 và năm 1873. Campuchia cũng đã ký hiệp định biên giới rồi, cắm mốc biên giới rồi, bây giờ không có lý do gì để đòi lại cả. Việc Campuchia cho tổ chức cuộc meeting nói trên, ông Hoàng Việt cho rằng đây là vấn đề chính trị do gần đây quan hệ Campuchia và Việt Nam có vẻ hơi xấu đi, đặc biệt do sự kiện kênh đào Teco Funan giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng có những căng thẳng về Biển Đông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin
Theo công pháp quốc tế, không có tranh chấp lãnh thổ ở miền Nam Việt Nam. Sư Minh Tuệ và các khất sĩ lại mất tích lần hai. Ngày 14 tháng 6, AFA tiếng Việt cho hay Sư Thích Minh Tuệ ẩn tu lần hai. Các khất sĩ khác mất tích trên đường tới Gia Lai. Theo đó, Sư Minh Tuệ đã rời khỏi khu rẫy gần nhà ở huyện Earai, tỉnh Gia Lai một cách bí ẩn. Cùng lúc, một số khất sĩ đã mất tích khi trên đường đến Gia Lai tìm ông. AFA dẫn lời người em ruột của ông trong một video được đăng tải trên mạng xã hội chiều ngày 13 tháng 6 khẳng định không còn đi được như vậy nữa. Tại vì thầy đã đi ẩn tu nơi khác rồi, không còn ở nơi vườn của em nữa. Hình ảnh bài trên AFA. AFA cho biết từ sáng sớm ngày 14 tháng 6, người đàn ông không nhìn thấy Sư Minh Tuệ đi khất thực như 3 ngày gần đây. Các chốt kiểm soát của công an được dựng lên trong mấy ngày qua để ngăn dòng người đổ về đã được dỡ bỏ trong sáng cùng ngày. AFA dẫn bình luận của cựu sĩ quan quân đội Vũ Minh Trí ở Hà Nội cho rằng sự hâm mộ hoặc hiếu kỳ của một số đông người dân và sự can thiệp của chính quyền đều là kiếp nạn mà Sư Minh Tuệ phải vượt qua trên con đường tu tập. Ông cũng cho rằng với trí tuệ và nghị lực của mình, Sư Minh Tuệ và các vị đồng tu sẽ tìm được cách thức tu hành phù hợp. Theo AFA, sau khi bị chia tách lúc rạng sáng ngày 3 tháng 6 ở Huế và bị công an đưa về các địa phương, một vài người trong số 70 khất sĩ vẫn tiếp tục bộ hành, giữ giới luật và mong muốn tái ngộ với Sư Minh Tuệ, người tu theo 13 hạnh đầu đà trong 6 năm qua. AFA dẫn một video trên kênh YouTube Nhịp Sống News đăng tải vào ngày 13 tháng 6, theo đó khoảng 4 giờ chiều, một đoàn gồm 5 khất sĩ, trong đó có Minh Tự, Minh Thông và Nhuận Hội, bộ hành trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua khu vực tỉnh Kon Tum. Hình ảnh Sư Minh Tuệ xuất hiện sau thời gian mất tích. Họ có kế hoạch đến huyện Earai, Gia Lai để gặp Sư Minh Tuệ, người mà họ coi là thầy, rồi sẽ tiếp tục đi khất thực về hướng Nam. Trên đường, một số người đi trên xe biển xanh 82A00173, biển số của xe nhà nước ở tỉnh Kon Tum, mời 5 vị khất sĩ lên xe và có nhã ý chở họ về Gia Lai. Vì nóng lòng muốn gặp lại Sư Minh Tuệ nên cả 5 người đồng ý lên xe và chiếc xe 7 chỗ rời đi. Tuy nhiên, sau đó tin tức về các vị sư này đã không còn được ai biết đến nữa. AFA cũng cho biết một nhóm khác gồm 7 vị hành giả, trong đó có Minh Trí, Chân Trí, Như Ngộ, Minh Thành, Vô Trụ và Minh Dược đã mất tích sau khi nghỉ đêm ở một khu đất trống gần đường Hùng Vương, xã Đắc Bác, huyện Đắc Clay, Kon Tum. AFA dẫn hai kênh YouTube Nhịp Sống News và Hải Đăng Vlog. Theo đó, khoảng 9 giờ tối ngày 13 tháng 6, chủ của hai kênh này có đến khu vực nơi 7 vị sư nghỉ tạm qua đêm và trò chuyện với họ. Tuy nhiên, sáng sớm hôm sau khi họ quay lại thì không thấy các vị hành giả này đâu nữa. Một người dân ở gần đó nói khoảng 1-2 giờ đêm có hai xe to đến đưa họ đi. Hình ảnh một nhóm nhà sư trên đường đến Gia Lai tìm thầy Minh Tuệ. Vào sáng ngày 14 tháng 6, hiện trường nơi các sư nghỉ lại vẫn còn một số mảnh y áo, máy nghe kinh. Mà theo các YouTuber này là bất thường vì các sư thường thu dọn đồ sạch sẽ và nhặt rác trước khi rời đi. AFA cũng dẫn lời các YouTuber cho biết Sư Như Ngộ và một người vừa cạo đầu đi theo để tu hành mà họ không biết tên cũng rời nơi nghỉ tạm ở khu vực đèo Lò Xo một cách rất bí ẩn. Một bộ quần màu nâu, áo màu trắng của một trong hai vị phơi trên giá vẫn còn đó, trong khi nhiều chai nước, ca chưa mở nắp và đang uống dang dở vứt bừa bãi trong khu vực, không đúng với tính cách của họ là dọn dẹp sạch sẽ trước khi rời đi. Khi phóng viên AFA gọi điện cho công an huyện Đắc Lây để hỏi thông tin về việc mất tích của các vị sư đã trú qua đêm ở địa phương, người trực điện thoại nói: "Anh lên làm việc trực tiếp với lãnh đạo, sự việc này liên quan đến công an tỉnh nữa. Trực ban chỉ tiếp nhận thông tin thôi, có gì anh liên hệ làm việc trực tiếp với lãnh đạo công an huyện." Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Sư Minh Tuệ và các khất sĩ lại mất tích lần 2. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, thời báo chấm D.